đó, vậy rồi đó cái em đó. Này có bộ em à. Đó, bay vô luôn khỏi vớt. Trời ơi, ba bốn con vậy bên đó kia kìa. Tiếp tiếp. Tiếp tiếp tiếp. Cái dù đếm không phải ra chứ sao lại hồi tôi coi cái dù đếm tôi chưa biết cái dù đếm. Cái dù đếm chưa biết chuyện mày. Con này mới quay. Đổi cũng không kịp đâu. Đó, vậy rồi đó cái ừ im đó. Cái vật này cái túi hơi dài rồi. Khó đổ. Khó đổ. Này có bộ em à. Ê. Không thôi dọn dọn cái đó đứng ở trong đi cho chắc, đừng có đứng ngoài nữa. Thường ngược giò lại nữa chứ thường giỏ hả? Cá đó mà mày giúp không dính cái làm thua mày luôn rồi đó. Đó. Dễ gì cá nào không dính nha. Đó, cái bầy đó nó giòn dữ lắm nha. Mặt á. Cái vòng này bây giờ mình căng cái vỏ ra chính giữa hay gì? Kìa kìa nó chạy lại đây kìa. Nút nó chạy lại chính giữa được không? Đang chạy lại đó. Tại có hai cái thiệt ngay giữa là bỏ hai bên. Trời phải có miếng lưới là ngon rồi. Đi gà qua gà lại, gà qua gà lại. Gà đi có thiện ta thiện xã vớt ở đây rồi đó, bay vô luôn khỏi vớt. Điện cá trâu này màu đỏ đi. Trời ơi ba bốn con vậy bên đó kia kìa. Tiếp tiếp. Tiếp tiếp tiếp. Cái dù đếm không thấy ra chích làm sao này, hồi tôi coi cái dù đếm mà tôi chưa biết cái dù đếm. Cái dù đếm chưa biết chuyện mày. Cá trời đi. Á, kiểu nào cũng bắt con dù đếm nha. Kìa. Cái dù đếm đó đem là được từ 5 năm á. Ba nó vẫn. Cái dù đếm mau lớn lắm ông ơi. Mau cho mày. Để cặp quan bên rồi. Tôi thấy nuôi nó. Mẹ cái dù đếm làm sao lâu lớn nhất đó là. Tôi thấy nuôi bên đè bánh nó ăn cái thứ gì nó cũng ăn chân mau lớn hơn cá dù bình thường á. Giờ hai con cái dù đếm phải không? Hai con rồi. Chết rồi, con này mới xuống bớt. Để vô thùng quay. Không sao đâu. Đổi cũng không kịp đâu. Không chết đâu. Cái xiệt bự sao mạnh quá chết hết luôn. Dù đếm nó cũng lúc rồi hết hả? Đồ mà con tử đã luôn. Con tử bây giờ cá đó nó làm tài. Ăn nó béo như cá bà xà vậy đó. Thấy cái thứ gì nó cũng ăn hết chưa? Ồ, uống cà phê kìa. Mới thấy cà phê à. Thấy gì chứ từ 1 ký dần lên á. Ký mấy á? Cà phê nó nặng lắm. Thù mới vô tới chổng đem lên cái được thì mới dồn quá. Thank you.
cắt gì sao được. Cắt ngang hả? Làm thấy theo cái chiều. Cái chiều giãn ngang á nó mới bự ra được, còn cái chiều xuôi nó không kéo bự ra được đâu.